Thưa quý vị, bán đảo Sơn Trà có tính đa dạng sinh học cao và đặc thù của hệ sinh thái bán đảo. Vì vậy, việc bảo tồn đa dạng sinh học trên bán đảo Sơn Trà là vô cùng cấp thiết để giữ gìn lá phổi xanh của Đà Nẵng. Phóng sự được thực hiện nhân ngày quốc tế đa dạng sinh học 22 tháng 5. Theo Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh, Green Việt, các kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng loài thực vật trên bán đảo Sơn Trà chiếm 14% hệ thực vật cả nước, số lượng chim di cư chiếm 13,2% tổng số loài chim di cư của Việt Nam. Hệ sinh vật biển đa dạng phong phú, một số loài có quần thể kích thước lớn có thể kể đến như khỉ, vọc chà vá chân nâu. Rừng Sơn Trà thay màu qua các mùa có khả năng tái tạo oxy cho khoảng 4 triệu người. Thời gian qua, Đà Nẵng luôn quan tâm bảo tồn, giữ gìn đa dạng sinh thái bền vững trên bán đảo Sơn Trà. Clean up Sơn Trà vì một Sơn Trà Xanh là hoạt động ra quân, thu gom rác, làm sạch môi trường thường niên do Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng chủ trì phối hợp với các đơn vị, câu lạc bộ, đội nhóm trên địa bàn thành phố tổ chức. Chương trình đầu tiên được thực hiện từ năm 2011 với số lượng tình nguyện viên chỉ khoảng 50 bạn. Song qua các năm tổ chức thực hiện, Đến nay, chương trình đã thu hút gần 1.000 tình nguyện viên trong nước và quốc tế tham gia. Tôi nghĩ chương trình này rất ý nghĩa, mang nhiều năng lượng. Có khá nhiều bạn trẻ cũng như nhiều người ở mọi độ tuổi tham gia cùng nhau bảo vệ môi trường, làm sạch bán đảo Sơn Trà. Thật sự là một chương trình rất truyền cảm hứng tình trạng người dân, du khách thường xuyên cho khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà, khiến động vật này dần mất đi tập tính kiếm ăn vốn có, chưa kể còn có biểu hiện gây sát thương người khi không cho chúng ăn, trèo vào nhà dân, vân vân. Vì vậy, ban quản lý đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng này diễn ra, trong đó có phân bổ lực lượng đi tuần tra cũng như kêu gọi tình nguyện viên chốt trực nhắc nhở người dân du khách không cho khỉ ăn. Trong thời gian mà anh em đi kiểm tra và đi từng về việc cho khí ăn thì cũng có nhiều trường hợp mà người dân họ phản kháng, họ cải lại nhưng mà anh em cũng cố gắng à, thuyết phục và tuyên truyền thêm để cho người dân hiểu được việc à, tác hại cho khả ăn là à, dễ xảy ra trường hợp là à, khỉ cắn người, à, gây à, khỉ tràn xuống đường gây à, tai nạn giao thông, và ảnh hưởng đến môi trường. Mong là mọi người cũng phải trong tay không không nên cho khỉ và động vật ăn dã ăn để mà góp phần thay là vào cái bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Không chỉ vậy, để giữ gìn bảo tồn đa dạng sinh học ở bán đảo Sơn Trà, Hạt Kiểm Lâm, Liên quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn luôn cắt cử lực lượng thường xuyên tổ chức tuần tra tại khu vực trọng yếu nhằm phá các loại bẫy thú và kịp thời phát hiện đối tượng có hành vi săn bắt động vật Ngoài ra, từ đầu năm 2023, Đà Nẵng đã triển khai các phương án phòng chống cháy rừng trên địa bàn, trong đó Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng thành lập đội phản ứng nhanh tại bán đảo Sơn Trà. Đơn vị này liên tục tuần tra, kịp thời phát hiện nguy cơ xảy ra cháy, xử lý nhanh đám cháy bán đảo sơn trà đã và đang là điểm đến được người dân cũng như du khách trong và ngoài nước yêu thích thường ghé đến tham quan trải nghiệm vì vậy việc bảo tồn đa dạng sinh học trên bán đảo sơn trà không chỉ để phát triển rừng bền vững mà còn tạo ra các sản phẩm du lịch sinh thái độc đáo có phần quan trọng phát triển du lịch xanh của thành phố